Kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính của Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách gồm có nhà báo Vy Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa và cựu quân nhân Trần Duy Biên, Master Toán Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đề tài hôm nay anh em chúng tôi sau khi sưu khảo rất nhiều tài liệu khả tính thì thấy rằng cái cuộc coi thử coi cái việc mà lần đầu tiên trong cái nhiệm kỳ 2 này Tổng thống Trump mở cái cuộc vận động có nhiều luồng dư luận lắm. Bây giờ chúng ta phân tích thử coi như thế nào. Sau khi phân tích thì anh em chúng tôi thấy như thế này. Tổng thống Trump và cuộc vận động tái tranh cử đầu. Thưa quý vị, người thì nói có hai luồng dư luận. Người thì nói Tổng thống Trump trong cái cuộc quyết tình vận động tranh cử ở Tulsa, Oklahoma ngày 20 tháng 6 vừa rồi có dư luận cho rằng bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 ông Donald Trump hụt hơi mệt lắm hả? Nhưng cũng có dư luận khác không phải vậy. Chúng tôi, hai anh em chúng tôi sưu khảo tài liệu và cố gắng phản ánh hai luồng dư luận để khán thính giả rộng đường dư luận và dễ dàng nhận định. Thưa anh Biên. Vâng, về dư luận đầu tiên thì người ta nói rằng là hình như là Tổng thống Trump nó trong cũng không đạt được sự mong đợi của ông trong cái ngày mà ra mắt đầu tiên. Ta mong đợi rằng là trong cái hội trường có thể chứa được 19.000 người. Nhưng mà theo như báo cáo đầu tiên thì thấy là một số những hàng kế trống và người ta có người ta nói khoảng 6.000 nhưng mà có người lại nói rằng là khoảng 10 trên 12.000. Thì đấy là một vấn đề mà đầu tiên người ta thấy rằng là trong cái số ghế đa số dân vận động của Booker Center tại Tulsa ở bang Oklahoma phải chăng là một bước ngoặt trong bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Sau hơn 3 tháng bị gián đoạn vì dịch Covid-19, tổng thống Trump và ban vận động tranh cử của ông kỳ vọng nhiều vào chặng đầu tiên trong số 4 cuộc meeting sắp tới. Như một vị võ sĩ, Tổng thống Donald Trump đã lao vào đấu trường với ông Tulsa hôm 20 tháng 6 năm 2020 là một cuộc hẹn quyết định để chứng minh sự thu hút của ông với cử tri gần 5 tháng trước ngày bầu cử. Đây sẽ là một dịp để Tổng thống Donald Trump đảo ngược thế cờ trong lúc đối thủ của bên Đảng Dân Chủ Joe Biden đang dẫn đầu một cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu. Tức là có thể nơi thì thăm dò ông ấy 13 điểm, nơi thăm dò 16 điểm. Nhưng mà cái vấn đề 16 điểm tức là điểm gì hơn ai? Vâng, tức là hơn Tổng thống Trump. Thưa quý vị, Đảng Cộng Hòa dĩ nhiên là kỳ vọng, bởi vì đưa là nhà ra mà ông Trump ra ứng cử thì phải kỳ vọng là ông Trump vẫn có sức lôi cuốn cả triệu người. Thưa quý vị, giờ phút này mà hy vọng là có cả triệu người tập họp để nghe một ứng cử viên thì tôi nghĩ cái đó hơi là chủ quan phải không anh? Bất chấp những chỉ trích chính quyền kém cỏi đối phó với đại dịch để virus corona tàn phá kinh tế Hoa Kỳ và hàng triệu người mất việc và chết 120.000 người Mỹ. Chính vì thế mà ban tổ chức mới chọn Oklahoma là cái thành trì của Đảng Cộng Hòa và cầm chắc là dễ dàng thu hút đông đảo người đến tham dự. Thưa quý vị, nếu đúng ra thì trong cái trường hợp đó người ta nói rằng là cái số người đến không đủ như ban tổ chức dự trù là tới 19.000 người ở trong cái khu khán đài. Nhưng mà nói nghĩ cho cùng thì bây giờ nếu mà cái vụ mà không có cái dịch Covid-19 này thì có lẽ là có thể có tới là đạt hơn, đạt mà có thể hơn được. Nhưng mà vấn đề theo như tâm lý đó thì phần đông, nếu mà trong trường hợp đó mà vấn đề mà đi đông như vậy thì người ta cũng ngại vì vấn đề là sự thực ra có sự lây lan.
Và thứ hai nữa là người ta coi mạng sống người ta quý hơn hơn là cái vấn đề mà không lẽ đi dụ cái đừng về mà bị trị sao? Vâng. Rồi thứ hai nữa là đối với những người mà đã đi đó thì không phải có nghĩa là họ không đi là họ không bầu cho tổng thống Trump. Cái bầu cử đó kinh nghiệm tôi thưa với anh, những cái người có mặt hô hào đã coi vậy ủng hộ tinh thần nhiều, nhưng mà những cái quần chúng gọi là quần chúng trầm lặng là mới lợi hại nên cái đó thưa với quý vị là giọt nước tràn để mà đắc cử, mà nhiều ứng cử viên không biết đâu chứ không phải thường, thưa anh. Còn vì vậy mà người ta nói rằng trong cái cuộc này, tôi cho rằng trong cái cuộc Covid này là bị kinh tế nó xuống, và người ta đã thăm dò vào một số những cái truyền thông về người ta nói về vấn đề là có thể là ông Trump bị sa sút vì lý do rằng là kinh tế coi như là bị sụt giảm, và ông Biden bây giờ người ta nói là ông đang lên còn hơn cả tổng thống Trump, tức là tới 9 tới 13 điểm. 13 điểm ông lên được 13 điểm, còn ông Trump chỉ có 9 điểm. Vâng. Mất thua 4 điểm ha. Vâng. Nhưng mà thế này là bây giờ trường hợp đó, bây giờ liệu rằng bác có thể tin được cái thăm dò nó không? Tôi thì thưa với quý vị, gần đây từ cái ngày mà 2016 tới bây giờ đó, những cái cuộc thăm dò chúng tôi thấy phải đặt cái dấu hỏi hết sức dè dặt. Một là khi thăm dò, thưa với quý vị, dễ ăn gian lắm, tôi phải dùng chữ hẳn hòi vậy. Nếu mà mình là dân chủ thì mình đặt cái câu hỏi gửi cho những cái người, nhiều người dân chủ ở cái vùng mình hỏi, phải không anh? Dạ vâng. Thì chắc chắn là yes nhiều hơn. Và yeah, mình muốn ngược lại, mình muốn chống lại cái ông tổng thống Cộng hòa chẳng hạn, thì mình gửi, đừng gửi ngay Cộng hòa nhiều, mà gửi chỗ dân chủ. Cái đó, chính vì chỗ đó đó thưa quý vị, chính vì chỗ đó mà tạo một cái tiền lệ có thể nói hết sức bi thảm cho bà Hillary. Tôi nhớ trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2016, dở báo ra, dở mấy cái cơ quan truyền thông ra, thì bà Hillary kêu bằng lúc nào cũng lên, có nhiều cái cuộc thăm dò nói bả lên tới 100 mấy chục điểm nữa. Thưa với quý vị, 100 là tối đa, đến đổi có những cái tờ báo thân với bả có lẽ chắc cũng có bao thơ bao thiết rồi này kia tin đến đổi á. Tôi không muốn nói tên tờ báo đó ra mà bà đa số tôi nhắc chắc bà còn nhớ, thưa quý vị, làm ra một cái cuốn báo tuần báo mà, rồi in hình bả để ngoài Madam President hay là Mr. President. Thưa quý vị, bộ tham mưu của bà, nghĩa là họp lại những cái người ủng hộ bà đó, tính cái màn của tòa Bạch Ốc phải màu gì, sơn sao đồ này kia, nghĩa là chuẩn bị hết. Đặc biệt rồi, thưa quý vị, có mơ nơi đàng hoàng, nhưng mà đùng một cái, ông Trump thắng. Có thể nói bà Hillary có thể nói là thất thần chứ không phải tội nghiệp, đàn bà mà bị vậy cũng tội nghiệp. Đó, thành ra bất cứ cái cuộc thăm dò thời bầu cử nào, bà con cô bác cũng nên thận trọng, coi như là một cái sự kiện chỉ dẫn chứ không phải là sự thật. Đó là cái điều mà chúng ta kỹ lưỡng trong cái kỳ bầu cử. Anh cái như vậy, nhiều khi cái chuyện mà thăm dò nó không đúng là phản tác dụng, phải không ạ? Bởi vì nó đúng ra thì theo như nhà Võ Phi Anh nói là có thể là bà ấy đắc cử có theo thăm dò tới 98 hay là 100% đi thì cũng đúng thôi. Chẳng hạn như khoảng 100 người mà trong cái đảng Dân Chủ không thì, thì phải nói rằng là 98% mà đúng rồi. Nhưng còn phải là thăm dò khách quan cơ, tức là thăm dò cả bên Cộng Hòa, cả những cử tri thầm lặng, cho tới cả những người Dân Chủ thì mình có thể là xác đáng được. Còn đây là chỉ thăm dò thôi để cho cảm thấy cũng như thế là cái thuốc gọi là thuốc an thần để du ngủ thôi. Chính vì cái thăm dò đó mà bà Hillary tưởng là mình thắng, cho nên là không đến
Thì đến thăm và vận động ở các cái tiểu bang ít người. Chính vì vậy mà Tổng thống Trump ông đi các tiểu bang, ông coi là ông nhặt tiền lẻ mà cuối cùng ông trở thành triệu phú chẳng hạn. Thì đấy là một vấn đề mà ta bảo rằng những kết quả và sau cùng thì ông Trump vẫn là người thắng bà Hillary với số phiếu đa số áp đảo cả chư đoàn của các tiểu bang. Cái cử tri đoàn cô nhiều người nói ở đây Hoa Kỳ bầu cử tổng thống kêu bằng tổng tuyển cử, nghĩa là ai nhiều phiếu là thắng. Không nhất thiết phải vậy quý vị. Có hai hình thức để thắng. Thứ nhất là nếu cử tri đoàn, đại cử tri đoàn, có chỗ người ta gọi là đại cử tri đoàn, tức là đại diện cho tiểu bang đó thưa quý vị, nếu mà đồng ý cho mình phiếu cao, ứng cử viên đó dùng chúng cho phiếu cao, tuyệt mỹ, thắng chắc 100%. Nhưng mà nếu mà mình thiếu phiếu của quần chúng mà cử tri đoàn bỏ thăm cho mình số phiếu cao thì nhiều nhiều cái trường hợp đó xảy ra lắm thưa quý vị. Nhưng mà cái trường hợp rõ rệt nhất là của ông Donald Trump. Ông Donald Trump thua bà Hillary, tôi nhớ không lầm, cỡ gần 2 triệu triệu mấy. 2 triệu tới 3 triệu phiếu. Nhưng mà cử tri đoàn tức là đại diện cho tiểu bang chứ không phải đại diện cho dân chúng đâu, đại diện cho tiểu bang bỏ phiếu cho bà với đa số áp đảo, tôi không nhớ số, anh chắc anh nhớ học toán anh ưa nhớ số phải không? Vâng, tức là trong đó là có 538 thì ổng gần 300 mấy ạ. Vâng. Thì ông 304, chứ 306, nhưng mà lại có hai người trở khỏe cho nên còn có 3. Bây giờ thôi mình để ít thì giờ mình trở lại cái vụ mà coi về cái dư luận mà có thể nó không tốt cho ông nữa thì mình cũng phải nói ra, phải không? Vâng. Ở trong cái cuộc mà đại hội của đảng Cộng hòa, ông Tổng thống Trump ở tại Tulsa đã thưa quý vị, nhiều người phê bình ông. Ông phát biểu 1 giờ 40 phút, tức là gần 2 tiếng đồng hồ thưa quý vị, mà ông không có xoa dịu một cái việc, một tiếng nào về cái phong trào mà gọi là mạng sống của người da đen là quan trọng. Không, ông không nói, ông xoa dịu. Mà ông cũng không nói cái giải pháp là phải làm sao mà nền kinh tế dứt dậy liền. Ông không nói, dù là một, ông không đá động một tiếng nào đến cái chết của ông Floyd, tức là một cái người da đen bị cảnh sát người da trắng bắt đè trên cổ và ông mất thở, ông chết. Đây, đó là cái tình hình người ta chê Tổng thống Trump. Ông Trump thì trái lại, ông Trump ông tấn công mạnh đối với đối thủ của ông là ông Biden. Vâng. Biden, ông nói ông Biden thưa với quý vị là một người có thể nói là lớn tuổi mà không có một cái gì là hay hết. Nói trước thì quên sau, có nhiều khi nói lộn tên họ của nước này. Đó. Thì nên ông tấn công vô. Đó là cái điều người ta thấy. Nhưng mà nhiều người nói cái chê này cũng không phải trật đâu. Nhưng mà đừng có quên rằng chính trị có những cái phải nói liền, có đúng thời cơ, có cái phải chờ đúng thời cơ mới nói. Đây thì anh bạn tôi có những cái phân tích kế tiếp. Vâng, lập trường của Tổng thống Trump là chứng tỏ ông là một tổng thống của thời chiến, bảo vệ luật pháp và an ninh trật tự Mỹ hơn là chủ hòa có thể bị coi là chủ bại trước chiến lược của Đảng Dân Chủ. Đối lập, khai thác
cái chết của một người da đen Floyd bị người cảnh sát da trắng đè cổ nghẹt thở chết. Đảng Dân Chủ vốn tự hào mình là dân là của dân nghèo, thiểu số, cố biến ông Floyd thành một thánh tử đạo cho nạn kỳ thị chủng tộc đen trắng, trong cố gắng biến thành một cuộc chiến chống kỳ thị khi chủng tộc là nghề của Đảng Dân Chủ, khuấy động vết thương kỳ thị vốn đã là một vòng luẩn quẩn oan nghiệt của lịch sử Mỹ. Thưa quý vị, trong cái bài diễn văn ổng thì cũng có người cho là không có đồng ý. Cái thất trọng thứ hai mà người ta bày tỏ là các giới quan sát ghi nhận là khác với năm 2016, Tổng thống Trump đã không đề ra một cái chương trình vận động nào với cử tri, mà ông chú ý tập trung lên đảng, nhắm vào, chữ này là chữ của dự luận, lên đảng nhắm vào nhiều mục tiêu và đã bắn tứ tung, mà không có nói đến cái thí dụ một cái chương trình làm sao vực dậy kinh tế rồi này kia. Như cái điều này chúng tôi đọc được cái trong cái tờ báo Le Devoir của Canada, mục tiêu số 1 trong tầm ngắm của ông Donald Trump là ông Joe Biden. Cái đó dễ hiểu, cái đó rất là dễ hiểu, đối thủ mà, phải không anh? Khi nguyên thủ Mỹ chụp mũ cho là ông Biden là con rối trong tay của Bắc Kinh, con rối trong tay của Bắc Kinh, sao ông không nhắc con rối trong tay của Ukraine nữa? Dường như quốc hội Ukraine bữa nay mới đương bàn bạc cái vụ đó. Đang nói về cái vấn đề là trong tham nhũng có ông Hunter Biden. Ông không cần chứng cớ, ông vẫn tố cáo nữ dân biểu gốc Somalia Ilan Omar chứ không phải Obama nghe thưa quý vị, Omar đang cố ý có ý đồ biến Mỹ thành cái xứ Somalia của bà ta. Bà này chắc hơi khó lai cái người Hồi giáo quá ha. Vâng, bà này là Hồi giáo đó. Cái khăn như vậy thôi, bởi vậy đó, đó là cái điều mà ông tấn công hai đối thủ. Một cái là Somalia là một cái xứ mà nặng về Hồi giáo mà. Một cái nữa nói ông Biden là con rối của Trung Cộng, là hai cái nước gốc này đó mà ông nói đó hầu như là chống Mỹ, phải không anh? Dạ, chống Mỹ. Dẫn theo giới quan sát, hứa hẹn xây dựng một tương lai tươi sáng cho toàn dân nhờ kinh tế thịnh vượng, đồng thời khơi dậy căm phẫn công luận để kiếm phiếu là chiến thuật thường xài của đảng Cộng Hòa. Nhưng mà kỳ này ông là Cộng Hòa mà ông không có nói. Có điều hồi 2016 đó, những lập luận này đã được thành phần bảo thủ và nhất là tầng lớp thợ thuyền Mỹ da trắng ủng hộ. Giờ đây, chưa đầy 5 tháng trước ngày cử tri Mỹ được kêu gọi đi bầu lại tổng thống, virus corona khiến Donald Trump có thể có bổn cũ soạn lại, nhưng mà ông không soạn. Điều này nếu mà tinh ý một chút, theo dõi cái bài nói chuyện về chính trị của ông chút, thì người ta thấy ông này chắc chắn là có bủ bối. Mà bủ bối là phải giữ kín, thưa anh. Vâng, bởi vì lý do là có khi buồn cũ soạn lại không được, mà vì mỗi khi cái tình trạng mà tình hình nó sẽ đổi mới và tất cả những phương thức cũng phải đổi mới. Tình hình mới thì nhiệm vụ phải mới. Trong khi đại dịch virus Trung Quốc hoành hành Mỹ mà sử dụng đề tài tranh cử làm cho Mỹ vĩ đại trở lại và vét sạch đầm lầy ở Washington sau 8 năm của Tổng Ma rồi sẽ là lỗi thời. Thiệt, bây giờ anh nói nhắc tới ông Obama chuyện này chuyện kia chắc cũng không có nhiều người chú ý lắm đâu. Bước một của ông Trump là chỉ tấn công đối thủ, chứng tỏ cá nhân của những vị này không thích hợp, không có sáng kiến gì, lù khù, lú lẫn, nói trước quên sau. Cây bài tẩy của ông là ông chưa tung ra, nếu tung ra sớm nó sẽ làm mờ đi trong cuộc vận động. Chớ vốn là một tổng thống chống Trung Cộng về kinh tế thương mại làm lợi cho kinh tế Mỹ rất nhiều, đánh Trung Cộng như là kẻ đã gây ác phát tán virus COVID làm ra cho tới 120.000 người Mỹ chết, 1,6 triệu người bị lây,
phải phong tỏa xã hội Mỹ khiến kinh tế Mỹ suy thoái và thất nghiệp tăng cao, và chính quyền của ông đã cùng quốc hội phải cộng tác để xuất chi 2,2 ngàn tỷ giúp nhân dân và kích hoạt kinh tế. Một lá bài tay lớn lao vô địch đối với ứng cử viên Joe Biden, Tổng thống Trump không muốn tung ra sớm chứ không phải là không có liền. Ông còn 3 cuộc tập họp nữa và 5 tháng để vận động tranh cử kia mà. Thế đó, cái lý luận này khả tính, thưa quý vị. Còn ông dự trù là 4 có cuộc tập họp đại quy mô, mà chỗ này mới lần đầu à. Mới lần đầu à. Bây giờ còn một vấn đề mà cần phân tích. Trong hàng ngũ Cộng hòa, càng ngày người ta phải dư luận ta nói, càng ngày còn có nhiều tiếng nói phê bình chỉ trích ông. Một thành viên đảng Cộng hòa vốn không ưa ông Tổng thống Trump là ông Rick Taylor đã thốt lên rằng tai họa lần này Donald Trump không có gì để xây dựng nước Mỹ. Tức là không có nói về kinh tế rồi này kia cho dân Mỹ. Điều duy nhất, đây là ông Taylor nói chứ không phải tôi nha thưa quý vị, điều duy nhất ông ta có thể khai thác, tức là ông Trump nó có thể khai thác là hô quán lên rằng Biden tệ hại còn hơn ông nhiều. À, còn dư luận khác như thế nào anh? Có trường hợp và hai trường hợp đặc biệt là cái ông thượng nghị sĩ Rumi đó. Thì trong cái thời gian đó thì ông ấy muốn ứng cử vào thượng nghị sĩ nhưng mà ông ấy sợ ông ấy rớt, cho nên là ông phải nhờ Tổng thống Trump, và Tổng thống Trump đã ra tay và đã giúp ông ấy thắng cái cuộc bầu cử ở thượng nghị sĩ. Nhưng mà trong thời gian đó thì cũng hơi ngạc nhiên là vì trong cái thời gian đó thì ông Romney mới bắt đầu thì ông chống Tổng thống Trump, nhưng mà về sau này ông ấy thấy ông thắng lại phe vãn Tổng thống Trump, rồi ông ấy đến ông xin chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nhưng mà ông Trump ông ấy thì bắt đầu ông có nói vui vẻ cười thì ông giảm như thế, ông này có hy vọng. Nhưng mà trong một thời gian ấy thì ông Trump ông ấy lờ đi, ông ấy không có đề cử ông này, hay người nói ông này bất mãn quốc thần bất mãn thì lên là cái cuộc bầu cử truất phế tổng thống đó, thì ông là người duy nhất thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu truất phế thân theo dân chủ ông Trump. Nhưng mà mới đây thì tôi này rất là ngạc nhiên vì vấn đề là ông Trump Mỹ ông ấy lại giới ông nói rằng là kỳ này có thể là ông Trump sẽ tái đắc cử, thì hình như là ông ấy lại thấy rằng bởi vì ông Trump hiện bây giờ ông ấy đã quá dân chúng và người ta tin tưởng những việc làm của ông ấy. Thế nên hình như là ông ấy đón gió trở kề mà hy vọng là ông này đắc cử được mình được kiếm cái chức nào đó đó. Thì đó là vấn đề của Romney. Thế tiếp theo nữa, bây giờ trong còn mấy tháng nữa thì lại thấy có một cái cuốn sách sắp xuất bản, đó là cựu cố vấn Bon Trần. Cái chỗ này xin phép anh chia cho tôi nói một chút nha. Vâng. Ông Bon Trần, cựu cố vấn an ninh, khi được Tổng thống Trump cử làm cố vấn an ninh, ông này quậy lung tung beng. Kể cả một cái người cố vấn khác là rể của ông Trump là ông Kushner là một cái người rất là giỏi thưa quý vị. Con ông dạy nói tiếng Tàu được, con nhỏ. Nhưng mà ông Trump, ông này ông cũng chống. Cái quan trọng nhất làm cho cái sự nghiệp cố vấn của ông nó bị tiêu tan đó là ông khuyên Tổng thống Trump phải đánh Cộng sản Bắc Hàn. Ông Trump không đánh. Rồi từ đó sinh ra có thể nói là lúng cũng. Tự nhiên là một cái người cố vấn, một cái người phụ tá cho mình cử mà bây giờ đưa ý kiến mà mình không nghe, rồi tỏ ra chưa bằng giận dỗi rồi này kia chống lại mình. Thì cái chuyện đó dầu nói thưa quý vị, tổng thống nào cũng phải mời ông đó về giường đuổi gà hết, chứ không có ai mà giữ được hết. Với cái chuyện cố vấn cộng với phụ tá là những cái người phải giúp tổng thống, cái đó là dứt khoát như vậy. Nên cái cách làm việc của những cố vấn phụ tá, thưa quý vị, người ta đề nghị một cái ông tổng thống đưa ra một cái gì, ông về ông ngồi ông viết hay ông trình bày đó, luôn luôn ông đưa ra ba giải pháp
không bao giờ đưa một giải pháp, đưa ba giải pháp để làm chi, thưa quý vị, để tổng thống chọn một. Đó là cái người làm việc đúng theo cái tinh thần mà gọi là phụ tá cho một cái nhân vật. Cho ông nghĩ, tổng thống cho ông nghĩ, tôi nghĩ là chắc quý vị nào mà đừng nghe cái này, mà nếu làm lớn mà một ông phụ tá kêu bằng làm anh, muốn làm anh hai mình như vậy á, mà quý vị vẫn giữ và tin dùng, ai đồng ý như vậy giơ tay, chắc không có ai giơ tay đâu anh. Người nó phản phúc thì cái ai mà tự nhiên là gì? Sau khi nghỉ việc thì ông này, thưa quý vị, làm một cái điều ông bất chấp luật bảo mật của Hoa Kỳ. Những người luật, những nhân vật mà được xem cái hồ sơ, được tham khảo cái hồ sơ mật của bộ, của bất cứ cơ quan nào thì thường thường luật đòi hỏi một sau một thời gian nào đó mình mới được tiết lộ, chứ không thường thường tôi nhớ là bí mật quốc gia là cũng phải 20 năm, kể cả quân đội tướng lãnh rồi này kia cũng phải vậy đó. Nhưng mà ổng cần, ổng ra cuốn sách, ổng nói hai chuyện mà có thể nói là làm cho ông Trump ông bực mình, chứ không phải không. Ông nói á là tổng thống Trump có nhờ ông Tập Cận Bình giúp cho ông tranh cử, đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 2 đó. Thưa quý vị, mà tôi chưa thấy, trong khi đó tôi, ông không có đưa bằng cớ ra, mà tôi thấy một cái người cũng là cố vấn như ông, đàng hoàng nghiêm chỉnh, có lên trên đài của Fox News, ông xác nhận tổng thống Trump chưa bao giờ nói, chưa bao giờ làm, chưa bao giờ nhờ một cái người mà như ông Tập Cận Bình để giúp ông trong cái việc bầu cử. Ông quá kinh nghiệm trong cái việc mà ông bị tố là nhờ Nga giúp cho ông tranh cử, bị điều tra xét hỏi rồi rất là lâu, không có. Mà ông thành ra người ta thấy rằng coi như cái sinh mạng chính trị của ông Môn Tân này, cái sinh mạng chính trị thôi nhân sư quý vị, coi như chấm dứt rồi. Phong ở đời ở đời dù thế nào đi nữa, bình thường cái lẽ thông thường, cái common sense, mình thấy một cái người nào phản bội bè bạn thì thường thường mình né, mình không có xài. Bởi vì nếu mình xài người đó phản bạn được, phản thầy được, thì có thể phản mình được. Nên chắc là cái đời ổng, không biết cuốn sách này bán được mấy cuốn, nhưng mà chắc chắn không có vị tổng thống nào sau này, hay là vị bộ trưởng nào sau này để mà sử dụng ổng, kể cả dân chủ. Thưa anh. Thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nói rằng là bây giờ nói cái chủ trước kia thì đảng Dân Chủ nói rằng là Nga, tổng thống đắc cử là nhờ Nga, bây giờ thứ hai nữa là nhờ Trung Quốc. Nhưng mà nói là hỏi rằng là hiện bây giờ ông Trump ông có đánh Trung Quốc tốt đó, tôi nói với anh cái đó, đối tôi ta mặt mày mà bây giờ lại cần xin ông thì phải là tôi người đánh đa diện đấy, xa luân chiến mà nói bây giờ không có cái gì ai gì tin. Đúng rồi, cái đó là nó phi lý, phải không? Hình như đất tổng thống Trump trong một trận vận động đầu hướng về những người ủng hộ trung thành của mình, da trắng và bảo thủ, nhấn mạnh đến luật pháp và trật tự, chỉ trích sự yếu kém của các thống đốc dân chủ. Trong lịch sử Mỹ, cử tri không bao giờ thay đổi tổng thống khi đất nước đang ở trong cái này là một tranh. Cái sự thật lịch sử hết sức là quan trọng. Vâng. Điều này chứng minh rằng anh thấy dân chúng Hoa Kỳ, cử tri Hoa Kỳ hết sức khôn ngoan, người ta cũng vậy mà, nghĩa là đương chiến tranh không có trảm tướng, không có trảm tướng, anh nhớ không? Thì Hoa Kỳ cũng vậy, phải bầu tổng thống, nhưng mà trong chiến tranh không bao giờ thay đổi tổng thống. Xin anh nói tiếp, những tổng thống nào mà trong chiến tranh dân chúng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giữ lại? Trong chẳng hạn nội chiến hồi đó, tổng thống Lincoln là thắng cử. Rồi tiếp theo nữa là ở Thế chiến thứ hai thì tổng thống Roosevelt, Lincoln, Roosevelt, ông Roosevelt
Rồi thứ hai thì chẳng, thấy chỗ này cho tôi mở cái mặt, nghĩa là chẳng những mà cho giữ ổng để chi để nhị thế chiến mà đâu phải chuyện chơi, mà còn giữ cho ổng làm thêm, ứng cử thêm và đắc cử thêm một cái nhiệm kỳ. Vâng, tức là bốn nhiệm kỳ. Sau đó duy nhất là quốc hội ra lệnh, ra luật là chỉ hai kỳ mà thôi. Rồi kỳ tới đây còn hai nữa anh, muốn gần đây thì George Bush. Ông George Bush trong cái vấn đề trong chiến tranh Iraq á, thì cuối cùng ông ấy thắng John Kerry trong một cuộc xung đột với Iraq. Ông Trump hiểu điều này hôm mùng 5 tháng 5, khẳng định người Mỹ sẽ phải tự coi là những chiến binh, làm cho những người ủng hộ của ông rất hài lòng. Trong bài Donald Trump, Tổng thống hạnh phúc với sự hỗn loạn, ông Trump là vị Tổng thống của sự hỗn loạn, luôn luôn sẵn sàng thượng đài. Despert, báo Pháp đặt câu hỏi, trong đất nước đầy loạn lạc hiện nay, ông Trump đã bị mất kiểm soát chăng? Tuần San cảnh báo, đừng quên rằng Tổng thống Trump đương nhiệm rất thích xung đột. Và đó là hai cái luồng dư luận có thể nói là không có gần khác nhau, phải không anh? Nhưng mà sau cùng đó thì chúng tôi thấy hai cái luồng dư luận đó, thứ dân chủ mà khác nhau, tuy nhiên sau cùng thì hai cái luồng dư luận đó cũng dường như tuy hai mà một anh ạ. Trong trận người ta thấy xin lỗi, trước mắt rõ ràng Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với nhiều thử thách, cái đó là đúng rồi, với nhiều thử thách. Nhưng mà người ta cũng phải thấy cái này, cái số phiếu, cái tỷ lệ phiếu mà dân chúng ủng hộ Tổng thống Trump không thay đổi. Từ khi tranh cử cho tới bây giờ không thay đổi, 43% dân chúng ủng hộ. Dân chúng ủng hộ không? Và những cái tiểu bang mà nông nghiệp ổng tranh đấu hết mình với Trung Cộng, phải mua nào là đậu nành, mua là nào là thức ăn, thức uống, đồ cho ở nước đó, những cái chỗ đó người ta rất là ủng hộ không? À, thì làm sao mà ổng không có thành công, thưa với quý vị? Nên theo anh thấy cái khả năng, cái cơ may mà tổng thống đắc cử, có thể đắc cử không anh? Và anh có thấy những cái nhân vật nào đáng kính mà nói về cái việc bầu cử của ổng đó? Về vấn đề bầu cử thì ngay cái vấn đề một số những người, người ta có thể nói rằng Tổng thống Trump đó, ông ấy đắc cử bởi vì lý do là chẳng hạn như ở Thượng viện ở Hoa Kỳ là về vấn đề những số những người như McConnell hay là một số như ông Akram, và tất cả những người mà có uy tín nhất thì đều tiên đoán là ông Trump đắc cử, bởi vì ông đã làm việc rất là nhiều cho nước Mỹ. Chẳng hạn như cái này ông ấy hứa là vấn đề kinh tế lên, rồi thất nghiệp ban đầu xuống còn 300 năm. Và cái chuyện mà xảy ra cái Covid đó là cái chuyện mà là coi như là cái chuyện không ai tiên đoán được. Nhưng mà ông ấy đã sẽ nói rằng là ông ấy sẽ làm trở lại và sẽ mạnh hơn trước. Vì chắc là dư luận như những nhà sử học như Nico Bagrea, Donald Trump đưa chúng ta ra khỏi lĩnh vực chính trị để bước vào tâm lý học. Bởi vì ông sống với một sự đối đầu thường trực. Sau vài lần hòa dịu với về George Floyd, ông Trump liền đả kích người biểu tình là nổi dậy, tội phạm vô chính phủ, chống phát xít, khủng bố. Giáo sư tâm lý học Mark Adam của trường đại học Northwestern giải thích vì tổng thống này chỉ sống ở hiện tại. Mỗi ngày đối với ông là một cuộc chiến mà ông phải chiến thắng bằng mọi phương tiện, kể cả dối trá. Tổng thống Trump thích hỗn loạn, môi trường bất ổn tạo nên một sức mạnh của ông. Ông Trump chỉ ngủ
một ngày như có 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày và lao vào cuộc chiến trước đối với các đối thủ, mở các mặt trận mới trên Twitter trước khi địch thủ có thì giờ phân tích tình hình và tìm cách trả đũa, sống bản năng và hời hợt nên ông rất khó đoán, gây bối rối cho kẻ thù. Thưa chứ quý vị, cái con số mà gọi là ông Biden, ông phó tổng thống của Joe Biden, thưa chứ quý vị, nói là được 13% dân chúng ủng hộ, còn ông Trump chỉ có 9%. Thì có một số người, người ta cho rằng như thế này, sẽ là một sai lầm lớn nếu vội giả kết luận rằng Donald Trump đã gần như bị loại khỏi tòa Bạch Ốc cho nhiệm kỳ 4 năm sắp tới vì đang bị đối thủ bỏ xa từ 9 đến 13 điểm trong các cuộc thăm dò. 20 tuần lễ trước bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ là một thời gian dù dài để ông và nhóm cố vấn vận động tranh cử đảo ngược. Đó chưa kể bài học 2016 cho thấy các viện thăm dò Mỹ cũng có thể nhầm lẫn. Sau cùng, nhầm lẫn là nói nhẹ, thưa quý vị. Chứ bên thế nào cũng có chút cháo, cháo bầu ngư. Sau cùng, điều mà truyền thông ít thắc mắc tới là thành phần cử tri trung thành với ông Trump này vẫn tin rằng Donald Trump là một lá bài tốt nhất. Bởi vì Cộng hòa cho tới bây giờ chúng ta thấy nếu mà tồn tại muốn nắm chính quyền chỉ có ông Trump, chứ đâu còn ứng cử viên nào nữa. Đó. Để đem lại sự tự hào cho nước Mỹ, tất cả tai tiếng chung quanh ông chủ tòa Bạch Ốc chỉ là đòn chống phá mà thôi. Thưa quý vị, cử tri nếu mà nghĩ như vậy thì tạo ra một cái ốc đảo của mình. Nghĩa là bất cần tin tức, tôi quyết tâm tôi ủng hộ ông Trump là tôi ủng hộ ông Trump. Tôi không cần đa số mà người Mỹ gốc Việt chúng ta, tôi gặp tôi cũng nói ông nói chi mệt ông ơi, mình lập có lập trường rồi, ổng chống cận mình bỏ cho ổng à. Đó, nhiều người Việt nói với tôi như vậy, tôi cười cho tôi không có dám phát biểu. Đó, rồi nhiều nhà chuyên môn như có một ông giáo sư ở Đại học Harvard cũng tiên đoán chắc 100% là ông Trump sẽ đắc cử trong nhiệm kỳ 2. Đó là những cái gì anh em chúng tôi ghi nhận được trình quý vị. Là nhà báo, chúng tôi chỉ đưa tin, còn quý quyền nhận định là quyền tối thượng với quý vị. Xin hẹn lại gặp quý vị trong những kỳ phân tích tới. Xin thành đạt cảm ơn.